giữ niềm vui của chúng tôi được luôn luôn trọn vẹn. Chúng con cầu xin là Đức Kitô Chúa chúng con. Nên xin chào bà con và Thánh Thầy. Amen. Một lần nữa thì giờ đây xin được trân trọng kính mời vị đại diện Ban Thường vụ Đồng Hương Giáo phận Bùi Chu miền Nam tiến bước về sân khấu để cùng có đôi lời chia sẻ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Trọng kính cha Giáo họ Long Thọ, trọng kính cha Bản Hương giáo xứ Ấp Lũ, kính thưa quý chức Ban Hội đồng Mục vụ Giáo họ Long Thọ, cũng như là tất cả các quý chức, các đoàn hội các giới trong giáo họ sở tại, kính thưa quý chức Ban điều hành giáo hạt Đại Đồng cũng như là đồng hương các giáo xứ giáo họ. Hôm nay trong niềm vui hân hoan, chúng ta về đây để chia sẻ niềm vui cùng với đồng hương giáo xứ Ấp Lũ. Trước hết chúng ta cảm nhận được một thánh lễ thật là long trọng và sốt sắng. Và trước thánh lễ chúng ta đã tham dự cuộc cung nghinh Thánh Bê Na Đô. Sự chia sẻ của Đức Cha Du Xe là cha quê hương của giáo phận chúng ta thật là sốt sắng, cũng như là tâm tình của Ngài với người con quê hương, đối với đồng hương của chúng ta nói chung trong giáo hạt Đại Đồng, cũng như là quý khách của các giáo hạt khác. Chúng ta đã về đây để được chiêm ngắm một nơi miền quê truyền giáo mà dưới sự hướng dẫn của cha Phêrô đang từng bước lớn lên trong cái địa bàn của huyện Nhơn Trạch nơi đây. Trước hết chúng con xin chân thành cảm ơn cũng như là chúc mừng cha cũng như quý chức và bà con giáo họ Long Thọ. Xin cầu chúc cho Thánh Bê Na Đô cũng nguyện thay cầu giúp và ban cho giáo họ sở tại nơi đây ngày càng phát triển. Sau nữa cũng xin chia sẻ niềm vui với quý chức và quý cụ, quý ông, quý bà, quý chức và đồng hương giáo xứ Ấp Lũ. Thánh Bê Na Đô của chúng ta đã bảo trợ cho giáo họ của chúng ta năm xưa và giáo xứ hiện nay trong suốt gần 200 năm. Có lẽ là 6 năm nữa thì giáo xứ Ấp Lũ của chúng ta kỷ niệm tiền nhân cha ông của chúng ta đã xây dựng nơi quê hương là giáo họ Bê Na Đô, và cách đây 32 năm trở thành giáo xứ Ấp Lũ. Không những vậy, bà con quê hương của chúng ta cuộc di dân lần thứ nhất từ Phú Nhai, Liên Thủy, Lục Thủy cũng như Quần Cống và các nơi khác đến đất Ấp Lũ để xây dựng một giáo họ. Và ngày hôm nay hậu duệ là con cháu của Ấp Lũ chúng ta đi khắp các tỉnh miền Nam, và hôm nay chúng ta quy tụ tại giáo họ Long Thọ để tổ chức mừng kính Thánh Bê Na Đô, quan thầy của chúng ta. Chắc chắn có lẽ là con dân Ấp Lũ đi đâu thì Thánh Bê Na Đô cũng đi đó để bảo trợ. Cho nên chúng tôi cũng cảm thấy rằng suốt 30 năm bà con họp mặt nhau để cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Và cách đây 3 năm thì đồng hương Ấp Lũ chúng ta ra mắt tại giáo xứ Tân Thái Sơn. Và năm nay là năm thứ 3 chúng ta chuyển về giáo họ Long Thọ. Chúng tôi nghĩ rằng tiềm năng của giáo xứ Ấp Lũ chúng ta thật là to lớn, bởi vì bà con ở Long Thành, giáo xứ Thánh Tâm hay là khu tái định cư cũng như là ở Long Thọ này 8-9 chục hộ gia đình, thì có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ phát triển thật là tốt. Ước chi chúng ta cũng sẽ là những con dân của Thánh Bê Na Đô truyền giáo cho vùng Long Thành, Nhơn Trạch này ngày một thăng tiến. Và tôi nghĩ rằng nếu phong trào bề nổi, chúng ta xây dựng đội kèn theo văn hóa Bùi Chu hay là hội trống, và các mặt phong trào con dân Bùi Chu ở vùng đất này chắc lẽ cũng rất là dễ dàng. Cũng xin quý cha nâng đỡ cũng như là quý chức cựu, các cụ, các cố sẽ tư vấn để cho đồng hương Ấp Lũ của chúng ta vùng Long Thành, Nhơn Trạch này ngày một thăng tiến. Còn ở Biên Hòa cũng như là ở Sài Gòn thì không nhiều lắm, chỉ 20 mấy 30 hộ thôi, còn chủ yếu ở vùng dưới này. Xin chia sẻ niềm vui với quý cụ, quý ông, quý bà và quý chức, và cũng cầu mong cho đồng hương của chúng ta luôn luôn phát triển thành đạt trong hiện tại, trong tương lai, và hy vọng rằng trong nhiều chục năm nữa, đồng hương Ấp Lũ của chúng ta cũng sẽ gần giống như quê hương Ấp Lũ ở Đại Đồng cách đây 194 năm. Xin cầu chúc cho cha chánh xứ, cha bản hương là ninh hướng cho đồng hương này, cũng như là quý chức của hội đồng hương Tân Cựu và quý chức của giáo họ Long Thọ, cũng như toàn thể quý cụ công bà luôn luôn được tràn đầy ơn Chúa, sức khỏe dồi dào và thành đạt trong cuộc sống, để xây dựng đồng hương, xây dựng các xứ họ sở tại ngày càng vững mạnh, giàu truyền thống văn hóa Bùi Chu và đức tin vững vàng, để đồng hương của chúng ta ngày một vững vàng. Xin mọi người chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đồng hương Ấp Lũ ngày hôm nay. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý chức và quý vị. Xin được chân thành cảm ơn lời chia sẻ đến từ đại diện Ban Thường vụ Đồng Hương Giáo phận Bùi Chu miền Nam qua những tâm tình rất đầy yêu thương. Và chúng ta luôn tin tưởng và phó thác rằng với sự cầu bầu của cha Thánh Bê Na Đô thì mọi ước nguyện của giáo họ Long Thọ cùng đồng hương giáo xứ Ấp Lũ miền Nam sẽ luôn đi một cách trọn vẹn. Và giờ đây thì chúng con xin được trân trọng kính mời cha Bê Na Đô, người con giáo xứ Ấp Lũ quê hương, lên có đôi lời chia sẻ và trao các phần quà khuyến học cho các cháu học sinh trong hội đồng hương Ấp Lũ miền Nam hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, và ngày hôm nay đây cũng là một ngày đặc biệt của ngài khi ngài nhận Thánh Bê Na Đô làm cha bổn mạng. Con xin được trân trọng kính mời cha Bê Na Đô và một tràng pháo tay thật lớn ạ. Trước tiên con xin kính chào cha với ban hội đồng, và con rất được hân hạnh được đứng trên đây để cùng có một đôi lời hãy cùng nó chia sẻ với cộng đoàn trong buổi tối hôm nay. Thì chúng ta cũng đã biết thánh lễ đã diễn ra rất sốt sắng và mọi người đã được tham dự và được ơn Chúa ban cho chúng ta. Hơn nữa chúng ta đã nhìn vào tổ chức bữa tiệc hôm nay cũng rất là hoành tráng, chúng ta thấy rất đông người, có một niềm hãnh diện cho hội đồng hương và cha Lỗ của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa cho những điều đó, và cũng mong rằng mỗi ngày hội cha Lỗ này chúng ta phát triển tốt hơn và nhiều điều chúng ta làm ích cho những người xung quanh. Và chúng ta cũng thấy trước khi thánh lễ đó thì bên ban đồng hương cũng có một số quà cho các em, cho một số người nghèo, những người cần phải sự giúp đỡ cho chúng ta. Đó là một sự chia sẻ với tất cả những người mà cần tự chúng ta giúp đỡ, và chúng ta hãy cùng chung tay với nhau trong vấn đề về lời cầu nguyện, rồi vấn đề về vật chất cũng như nhiều điều khác nữa, để chúng ta chia sẻ cuộc sống mỗi ngày trong cái niềm vui của Chúa. Vậy cũng chúc cho tất cả mọi người, đặc biệt ai mang thánh hiệu Bê Na Đô, xin ngài cầu nguyện cho mỗi người luôn luôn noi gương ngài, bắt chước ngài, sống đức tin mạnh mẽ và luôn luôn làm chứng cho Đức Kitô trong cuộc sống này. Và một lần nữa xin tất cả mọi người cũng cầu nguyện cho tôi nhiều hơn nữa để Chúa Tổng sứ phụ mà Chúa đã trao phó, và cũng xin Thánh Bê Na Đô mỗi ngày cho tôi được mỗi sống trong ơn gọi của mình như ngài hay nói, cũng như trong khi mà một số bên MC đã nói: Bê Na Đô, người tới đây để làm gì? Hay người ở đây để làm gì đó? Thì chính câu nói đó để cho tôi cũng nhìn lại cái sứ vụ cũng như cách làm việc sao mỗi ngày trông tốt hơn, cũng như loan tin mừng đến cho mọi người. Đó những điều tôi chia sẻ trong buổi tối hôm nay, và chúc mọi người chúng ta ăn ngon miệng. Giờ đây cũng xin một số các cháu ở bên đội hương chúng ta lên phía trên để chúng ta nhận quà. Xin mời các em lên. Kính thưa cộng đoàn, đây là các cháu học sinh trong hội đồng hương giáo xứ Ấp Lũ miền Nam hôm nay. Giờ đây sẽ nhận những món quà đầy ý nghĩa được trao từ tay cha Bê Na Đô. Giờ đây cha sẽ trao quà cho các con. Giờ đây xin được mời cha này Bê Na Đô sẽ có một bức hình lưu niệm để cùng kỷ niệm với các cháu học sinh hôm nay. Xin được mời các đội ngũ quay phim nhiếp ảnh chúng ta chuẩn bị ạ. Ngay sau chương trình chụp hình lưu niệm thì giờ đây xin được mời các con, chúng ta sẽ xếp thành hai hàng. Hai hàng chúng ta sẽ từ từ tiến bước về đây để cha sẽ trao những phần quà cho các con ạ. Cảm ơn cha. Trao quà thì các các con nhớ chúng ta nhận bằng hai tay và nói cảm ơn cha nhé. Gặp Giêsu trên đường phố dài, tôi gặp Giêsu nơi người già em bé, tôi gặp Giêsu với quần áo tả tơi. Giêsu không lời, Giêsu mỉm cười, những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giêsu nơi người khốn cùng, tôi gặp Giêsu nơi người đang đói khát, tôi gặp Giêsu trong căn nhà sơ sát, có em thưa chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Tôi gặp Giêsu nơi người xứ lạ, tôi gặp Giêsu ngay bên nhà tôi đó, tôi gặp Giêsu nép mình dưới trời mưa, đôi môi run lạnh, đôi chân rã rời, đôi vai áo sơn thưa. Tôi gặp Giêsu nơi người thiếu phụ, tôi gặp Giêsu nơi người phú quét rác, tôi gặp Giêsu lang thang hoài trên phố, biết chăng đâu là nhà để nương tấm thân gầy. Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giêsu trên hè phố buồn, tôi gặp Giêsu nơi phiên chợ khuya sớm, tôi gặp Giêsu những người gánh hàng rong, trên đôi vai gầy bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giêsu nơi người khổ sầu, tôi gặp Giêsu tâm hồn đang héo hắt, tôi gặp Giêsu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người, ôi phận người cầu mong chút tình người. Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm, thương phận người cứ mãi lòng đau. Con xin được cảm ơn cha Bê Na Đô. Kính chúc nơi cha sẽ có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hương Thiên Chúa, luôn là linh mục như lòng Chúa mong ước. Con xin được cảm ơn quý ân nhân đã có những món quà thật chân tình cho các cháu hôm nay. Và kính thưa quý cộng đoàn, quý khách thân mến, và giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ca nhạc chúc mừng trong ngày mừng Thánh Bê Na Đô, bổn mạng của giáo họ Long Thọ, cùng đồng hương giáo sư Ấp Lũ miền Nam chúng con hôm nay. Và giờ đây thì xin được trân trọng kính mời sự thể hiện đến từ ca đoàn đồng hương giáo hạt Đại Đông. Xin được chân thành cảm ơn những tình cảm đến từ quý anh chị, đến từ ca đoàn Đồng Hương Giáo hạt Đại Đồng qua ca khúc nhạc phẩm Khúc Cảm Tạ. Kính chúc nơi các anh chị sẽ có thật nhiều sức khỏe để luôn đem đến cho giáo hội, cho giáo xứ những ca khúc qua lời ca tiếng hát. Ngay sau đây thì chương trình xin được trân trọng kính mời những tình cảm đến từ ông Mr. Giáo có số điện thoại là 0933 145 113. Xin được mời tiến bước về sân khấu để cùng giao lưu trong ngày mừng kính Thánh Bê Na Đô ạ. Để đáp lại tình thương mà các quý vị đã dành cho chúng con trong buổi tối hôm nay, chúng con cũng mong rằng trước thánh lễ và sau buổi tiệc cũng có thể là không được trọn vẹn lắm. Chúng con cũng mong các quý vị còn chỉ dạy bảo chúng con nhiều hơn và tổ chức sau này làm sao cho nó hoàn thiện hơn nữa. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn.